Chú Tâm ở đây được xuống biển nữa nè, nay thứ bảy nè, biển bữa nay nước nó lạnh như nước đá vậy đó, mà nó trong. Mỗi khi nó lên tuốt trên kia, nước lên tuốt lên trên kia là mày này, nó nước thủy triều nó xuống. À, nè cho bà con coi nha, cái liều đó đó, đó là của nhà đó. Đây là Tú Tâm nè. Tú Tâm bơm nước đi. Không bơm nước đi. 123. Kéo nước chưa 123. Biển cũng gần nhà khoảng 45 phút. Cái này xung quanh là biển này chạy ra biển lớn á. Con đừng có ra đó. Không muốn đứng đó hả? Ok đứng đó đi.